Cây xanh cao hơn chục mét, đường kính 30cm, gần giao lộ Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Đình Triều, quận 1, bất ngờ đổ đè lên 4 người đi xe máy vào tối ngày 7 tháng 10. Khoảng 13 giờ 30 phút trong cơn mưa rồng, cây dầu trên đường một chiều Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Cao, bật gốc, ngã ra đường. Tán cây lớn, đè 4 người trên hai xe máy đang đi từ hướng điện Biên Phủ về Lê Duẩn. Nhiều người chạy đến đỡ nhánh cây để đưa các nạn nhân bị thương ra ngoài, gọi xe cấp cứu. Anh Đạt, một trong bốn nạn nhân cho biết đang trên đường về nhà ở quận 4. Khi qua đoạn trên thì bị cành nhỏ và tán lá đè trúng đầu xe máy, khiến cánh tay trái bị chảy xước. Anh nói nhánh cây rơi trúng nón bảo hiểm nên tôi không bị thương ở đầu. Anh còn cho biết lúc đó gió mạnh, tuyến đường đông xe, nhiều người đã thoát nạn. Ông Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Đa Cao cho biết, ba người bị cây đè còn lại gồm hai vợ chồng, 45 và 47 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn, bé gái 6 tuổi, chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ông Cường nói các nạn nhân bị thương nhẹ, sức khỏe đã ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện. Gần đây, tại thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra nhiều tai nạn liên quan đến cây xanh. Trong vòng 2 tháng qua, đã có 3 người tử vong, 4 người bị thương do bị cây đè trúng. Hiện thành phố Hồ Chí Minh quản lý hơn 200.000 cây xanh trên nhiều tuyến đường, cơ quan hành chính. Sau các sự cố, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã cho cắt tỉa, đốn hạ những cây có dấu hiệu mục ruỗng sâu bệnh. Đơn vị quản lý cũng dùng nhiều thiết bị nhưng chưa ghi nhận hết các khiếm khuyết của cây như rỗng ruột, dễ gãy đổ do còn phụ thuộc vào quan sát kinh nghiệm. Đầu tháng 10, nhiều đơn vị như là Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố, Ủy ban nhân dân phường 1, 2 quận Bình Thạnh, Ủy ban nhân dân phường Tân Định quận 1, Văn phòng Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị đơn vị quản lý tiếp tục cắt tỉa cây xanh vì lo ngại gãy đổ.